Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Xem tuổi làm nhà trên kênh Phong thủy Tuệ Khanh. Chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái tháng tốt để cho chúng ta xây nhà, đúng không? Tháng tốt xây nhà theo từng tuổi nhé. Tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn từng tuổi. Thì dựa vào đâu để chúng ta tìm ra ngày tốt? Thì trong cái thông thư ấy, trong thông thư đây, thì cũng có một cái phần là tìm tháng đại lợi trai làm nhà. Tức là cái này áp dụng với nam nhé, áp dụng với nam mạng làm nhà đấy. Thì trong cái thông thư cũng có viết là gì, cái mệnh kim này làm tháng nào đúng không ạ? Tháng 1 thì sao, tháng 2 thì sao, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì sao, tháng 12 thì sao, mệnh mộc thì như nào, mệnh thủy như nào, mệnh thổ như nào, mệnh hỏa như nào đấy. Thì tất cả những cái này đúng không, thì tất cả những cái này thì tôi đã tổng hợp lại thành một cái bảng bảng tháng đại lợi, và tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái tháng xây nhà đại cát đại lợi cho từng tuổi một nhé. Đấy, như chúng ta biết năm 2022 năm 2022 nhâm dần đấy, thì có 12 tháng, năm nay không có tháng nhuận đúng không ạ, có 12 tháng. Tháng 1 thì là tháng nhâm dần, có ngũ hành thuộc kim. Tháng 2 là quý mão, ngũ hành cũng thuộc kim. Tháng 3 là giáp thìn, ngũ hành thuộc hỏa. Tháng 4 là ất tỵ, ngũ hành thuộc hỏa đúng không ạ. Tháng 5 là bính ngọ, tháng 6 là đinh mùi, đều có ngũ hành thuộc thủy. Tháng 7, tháng 8 là mậu thân và kỷ dậu, thì có ngũ hành thuộc thổ. Tháng 9 là canh tuất, tháng 10 là tân hợi thì có ngũ hành thuộc kim. Tháng 11 là nhâm tý, tháng 12 là quý sửu có ngũ hành thuộc mộc. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ xét theo từng tuổi làm nhà trong từng tháng này thế nào đúng không ạ? Và tôi sẽ chọn cho quý vị những cái tháng tốt nhất để chúng ta làm nhà. Những tháng tốt nhất để chúng ta làm nhà nhé. Cho vị trong 3 tháng tốt này thì chúng ta sẽ chọn vào tháng nào? Đấy. Thì đầu tiên chúng ta bước vào cái mục đầu tiên là gì? Là chọn cái tháng tốt làm nhà cho từng tuổi trong năm 2022 nhâm dần. Thì trong năm 2022 nhâm dần thì với những người mệnh kim thì sẽ xây vào tháng nào đúng không ạ? Mệnh kim xây tháng nào, mệnh mộc xây vào tháng nào, mệnh thủy xây vào tháng nào, mệnh hỏa xây nhà vào tháng nào và mệnh thổ xây nhà vào tháng nào. Đấy, thì những người mệnh kim bao gồm những người sau này. Những người sinh năm 1932 này, 1992, 1992 là nhâm thân này, 1955 là ất mùi này, 2015. 2015 là ất mùi này, 1984 là giáp tý, đúng không ạ? 1933 là quý dậu, 1993 là quý dậu, 1962 là nhâm dần, 1985 là ất sửu, đúng không ạ? 19 năm 2000 là canh thìn, 1963 là quý mão, 1941 đúng không ạ? 1941, 1941 là tân tỵ, 2001 là tân tỵ, 1970 là canh tuất, 1954 là tuổi giáp ngọ. Đó, 1971 là tuổi tân hợi. Thì đó là những tuổi những người có mệnh kim và xây vào xây nhà được trong các tháng sau này. Những người mệnh kim thì sẽ xây được vào tháng 4. Tháng 4 âm lịch tức là tháng Ất Tỵ hỏa thì được giàu sang. Đúng không ạ? Xây vào tháng 6 thì là đinh mùi, tháng này là ngũ hành thuộc thủy thì được đại cát. Và xây vào tháng 9. Tháng 9 thì sao? Tháng 9 là tháng canh tuất thì là tốt. Đấy. Thì vị trí là gì? Như chúng ta đã biết đấy, những người mệnh kim đúng không? Kim thì xây vào tháng 4. Tháng 4 là ngũ hành thuộc hỏa thì xây vào tháng 4 sẽ bị hỏa khắc. Nó cũng không tốt. Đấy. Thứ hai là gì? Nếu mà xây vào tháng đinh mùi là ngũ hành thủy. Kim sinh thủy nó là sinh xuất thì cũng không được tốt. Vị trí là tháng tốt nhất để quý vị xây nhà cho những gia chủ mệnh kim. Đúng không ạ? Tốt này. Thì là sẽ là xây vào tháng 9 âm lịch nhá. Tháng 9 âm lịch. Tiếp theo là gì? Người thứ hai là những gia chủ mệnh mộc. Những gia chủ mệnh mộc thì sẽ có những người sinh năm sau này. Gia chủ mệnh mộc sẽ có những người sinh năm 1928 và 1988 là tuổi Mậu Thìn. Những người sinh năm 1929 và 1989 là Kỷ Tỵ. Những người sinh năm 1942 và 2002 là tuổi Nhâm Ngọ. Những người sinh năm 1943 và 2003 là Quý Mùi. Những người sinh năm 1950 và năm 2010 là tuổi Canh Dần. Những người sinh năm 1951 và 2011 là tuổi Tân Mão. Những người sinh năm 1958 và 2018 là tuổi Mậu Tuất. Những người sinh năm 1959 và 2019 là tuổi Kỷ Hợi. Những người sinh năm 1972, 1973, 1972 là Nhâm Tý, 1973 là Quý Sửu. Những người sinh năm 1980 là Canh Thân, 1981 là Ất Dậu. Đó, đó là những người có mệnh mộc. Những người với những người mệnh mộc thì chúng ta sẽ có nhiều tháng xây nhà đại cát đại lợi hơn. Đấy, chúng ta có tận 4 tháng, 1 2 3 4 đúng không ạ?
Thì với những người mộc như tôi vừa nói thì quý vị có thể xây vào tháng 2. Tháng 2 là tháng Quý Mão thì được phú đúng không ạ? Tháng 3 thì được quý, tháng 5 cũng được phú và tháng 9 thì được tài. Đấy. Vậy thì trong 5 tháng trong 4 tháng này thì có tháng nào là tháng xây tốt nhất đúng không? Chúng ta biết là mệnh mộc đúng không ạ? Cái gì sinh mộc? Sẽ có gì đấy? Thủy, thủy sinh mộc đúng không ạ? Vị trí là với những người mệnh mộc thì chúng ta xây nhà vào tháng 5 là tốt nhất. Đó, xây vào tháng 5 là sẽ là tốt nhất. Tháng tốt thứ hai là gì? Mộc thì sinh hỏa đúng không ạ? Mộc sinh hỏa, đây là tháng tốt thứ hai. Tháng tốt thứ hai. Còn tháng tốt cuối cùng ấy để xây trong bao 4 tháng tốt này thì là có 2 tháng chúng tôi biết này. Kim thì khắc mộc đúng không ạ? Đây là tháng 2, tháng 2 thì ngũ hành nó thuộc kim. Kim nó khắc mộc, nên là xây nó cũng không được tốt. Thứ ba là gì? Canh Tuất đúng không ạ? Canh Tuất thì cũng là kim. Kim xây thì nó cũng khắc mộc, nó tài ấy, tài nhưng bị nó khắc tài nó ra là cũng không được tốt. Thì hai tháng này thì chúng ta là lựa chọn thứ ba cho những người mà người bị mộc đó. Tiếp theo là gì? Với những người mệnh thủy thì chúng ta biết những người mệnh thủy thì gồm những người sinh năm sau này: những người sinh năm 1922 và 1982 là tuổi Nhâm Tuất, những người sinh năm 1937 và 1997 là tuổi Đinh Sửu, những người sinh năm 1966 là tuổi Bính Ngọ, những người sinh năm 1983 là tuổi Quý Hợi, những người sinh năm 1923 cũng là tuổi Quý Hợi, những người sinh năm 1944 và 2004 là tuổi Giáp Thân, những người sinh năm 1967 là tuổi Đinh Mùi, những người sinh năm 1945 và 2005 là tuổi Ất Dậu, những người sinh năm 1974 là tuổi Giáp Dần, những người sinh năm 1952 và 2012 là tuổi Nhâm Thìn, những người sinh năm 1975 là tuổi Ất Mão. Đó, đó là những người mà có ngũ hành thuộc thủy. Đấy, ngũ hành thuộc thủy thì chúng ta sẽ xây vào tháng nào? Những người có ngũ hành thuộc thủy sẽ xây được vào tháng 2 là 1. Và thứ hai là gì? Tháng 6 âm lịch. Thứ ba là gì? Tháng 9 âm lịch và tháng 10 âm lịch. Đó, đó là những tháng tốt cho những người mệnh thủy. Thì trong 4 tháng này sẽ có tháng nào tốt nhất đúng không ạ? Chúng ta biết thủy này, thủy thì được kim sinh, đâm ra vị trí là xây vào tháng, xây được 3 tháng tốt là gì? Tháng 2 là 1 này. Tháng Canh Tuất, tháng 9 và tháng 10. Đó. Thì với quý vị mà xây vào trong 3 tháng này, tháng 2, tháng 9, tháng 10 sẽ được tốt nhất. Còn thủy với thủy là tỷ hòa đúng không ạ? Thủy với thủy là tỷ hòa thì xây vào tháng 6 thì được tiến tài. Đó, thì cũng là một trong những tháng tốt, nó không bị khắc, không bị sinh xuất thì cũng đã là tốt rồi. Đó, thì quý vị có thể chọn 4 tháng này với những người mệnh thủy thì chúng ta được 4 tháng xây đều là tốt cả. Thì quý vị lựa chọn ra tháng nào phù hợp nhất với mình để cho mình xây nhé. Người thứ tư là chúng ta xét với những người mệnh hỏa. Những người mệnh hỏa gồm những người sau: những người sinh năm 1934 và 1994 là tuổi Giáp Tuất, những người sinh năm 1957, 2017 là tuổi Đinh Dậu, những người sinh năm 1986 và 1926 là tuổi Bính Dần, những người sinh năm 1935 và 1995 là tuổi Ất Hợi, những người sinh năm 1964 là Giáp Thìn, 1987 là Đinh Mão, 1927 cũng là Đinh Mão, 1948 là Mậu Tý, 2008 là Mậu Tý, 1965 là Ất Tỵ, 1949 là Kỷ Sửu, 2009 là Kỷ Sửu, 1978 là Mậu Ngọ, 1956 là Bính Thân, 2016 cũng là Bính Thân và cuối cùng là 1979 là tuổi Kỷ Mùi. Đó, đó là những người có ngũ hành thuộc hỏa. Thì với những người có mệnh hỏa này thì chúng ta sẽ xây vào tháng nào? Chúng ta xây vào tháng 4. Tháng 4 thì được phú quý. Đấy, xây vào tháng 4 được phú quý này. Xây vào tháng 6 Đinh Mùi thì là được gì? Đại cát. Xây vào tháng 9 Canh Tuất thì được tiến tài. Đó, nhưng mà trong 3 tháng này thì với những người mệnh hỏa thì xây vào tháng nào là tốt? Đúng không ạ? Thì chúng ta biết này. Hỏa đúng không ạ? Chúng ta có kim này. Đấy, thì đầu tiên chúng ta chọn theo cái quy luật ngũ hành gì? Một là ưu tiên là tương sinh, hai là tỷ hòa, thứ ba là gì? Mình khắc được, thứ tư là gì? Mình sinh xuất, và thứ năm là gì? Cuối cùng là mình chọn đến tháng khắc mình. Vị trí đặt đầu để ưu tiên đầu tiên chúng ta chọn gì? Hỏa, với tháng tư là hỏa, nó là tỷ hòa. Đây là đầu tiên chúng ta nên chọn tháng tư. Tháng tư xây sẽ được phú quý, thì là tốt. Thứ hai là gì? Hỏa này, thủy này khắc hỏa thôi thì chúng ta chưa chọn, cái này là chọn thứ ba. Đây là gì? Tiếp theo là kim. Đấy, tháng 9, xây vào tháng 9 thì là tháng Canh Tuất thì cũng ngoại thuộc kim. Ngoại thuộc kim thì sao?
hóa khác là kim đúng không ạ? Tức là mình sẽ quản lý được, mình sẽ chủ động được trong cái việc xây dựng đó. Và thứ ba thì chúng ta mới đến gì, đến đến cái tháng này là tháng Đinh Mùi, là tháng 6. Trong trường hợp mà trong không chọn là hai tháng này thì chúng ta sẽ chọn vào cái tháng 6, tháng 6 âm lịch đó. Đó là với những người mệnh hỏa. Thì đây là những người tôi đang nói về cái chung thôi, chứ còn sau những kỵ tuổi nào thì tôi cũng sẽ nói sau ở phần cuối nhé, để nốt cái phần ngũ hành, những người ngũ hành thuộc thổ đó thì tôi sẽ nói đến cái là cái xung khắc đấy, lựa chọn tháng nào. Đấy, cuối cùng là những người có ngũ hành thuộc thổ đến những người sinh năm 1938 và những người sinh năm 1998 là tuổi Mậu Dần, những người sinh năm 1961 và 2021 là tuổi Tân Sửu, những người sinh năm 1990 và 1930 thì là tuổi Canh Ngọ đúng không? Những người sinh năm 1939 và 1999 là tuổi Kỷ Mão, những người sinh ra năm 1968 là tuổi Mậu Thân, những người sinh năm 1991 và 1931 là tuổi Tân Mùi, những người sinh năm 1946 và 2006 là tuổi Bính Tuất, những người sinh năm 1969 là tuổi Kỷ Dậu, những người sinh năm 1947 và 2007 là tuổi Đinh Hợi, những người sinh năm 1976 là tuổi Bính Thìn, những người sinh năm 1960 là tuổi 60 và 2020 là tuổi Canh Tý, những người sinh năm 1977 là tuổi Đinh Tỵ. Đấy, đấy là những tuổi mà có ngũ hành thuộc thổ. Thì với những người tôi vừa nêu ấy, ngũ hành thuộc thổ ấy, có mệnh thổ đấy, thì chúng ta đã xây vào tháng nào? Chúng ta xây vào tháng 2 Đinh Mão thì được phú này, xây vào tháng 4 Ất Tỵ thì được tiến tài, xây vào tháng 6 thì được gì, được phú, xây vào tháng 8 Kỷ Dậu thì được quý, và xây vào tháng 10 thì được phúc, và xây vào tháng 12 thì được đại phú. Vậy chỉ là trong các tháng này thì chúng ta xây vào tháng nào tốt nhất đúng không ạ? Chúng ta biết là cái những người mệnh thổ này thì sẽ được hỏa sinh. Vị trí là chúng ta ưu tiên đầu tiên là chọn tháng hỏa. Tháng hỏa thì chúng ta có tháng đây này, tháng 4. Ưu tiên số 1 là tháng 4. Tháng 4 thì là tốt, được tiến tài. Thứ hai là gì? Chúng ta ưu tiên những tháng tháng thứ thứ hai tiếp theo là tỷ hòa, là thổ đúng không? Thổ thì chúng ta có tháng là tháng Kỷ Dậu. Tháng Dậu đấy là tháng 8 âm lịch thì có ngũ hành thuộc thổ thì xây được quý. Và ưu tiên thứ ba là gì? Là mình khắc được gọn thổ thì khắc thủy, thì ưu tiên cái tháng mình khắc được là tháng 6 âm lịch, cái ưu tiên thứ ba là tháng 6 thì là sẽ được phú đúng không? Tiếp theo là gì, thứ ba thứ tư là đến gì, đến mình sinh xuất. Sinh xuất thì chọn tháng 2 và tháng tháng 10 đấy. Và cuối cùng là gì, tháng mà mình bị khắc thì là tháng đại phú, là tháng 12. Tháng 12 cũng là dịp cuối năm nhưng cũng ít người xây nhà vào tháng này, động thổ xây nhà vào tháng này đó. Thì cái ưu tiên đầu tiên ấy, ưu tiên tốt nhất với những người mệnh thổ đó là tháng 4 âm lịch là một. Thứ hai là gì, mình khắc đã. Thứ hai là tỷ hòa mình, đây là một, ưu tiên số 1 này. Ưu tiên số 2 là gì, là thổ, là tỷ hòa này. Và ưu tiên số 3 là gì, thổ khắc được thủy đó. Thì chúng ta ưu tiên 3 tháng này đấy. Còn trong trường hợp mà quý vị muốn xây sớm hơn ấy, sớm hơn tháng 4 chúng ta xây cuối năm cũng có nhà mới ở rồi. Còn nếu mà quý vị muốn xây vào tháng 2 ấy, thì quý vị phải chọn ngày một cách là chính xác đấy. Thì như quý vị đã biết ấy, trong những cái tháng này ấy, thì nó xây mặc dù được có đại lợi thật, nhưng mà ấy, thì cũng có những người hợp, có những người xung đúng không ạ? Ví dụ tháng Quý Mão là tháng 2 âm lịch, tháng 2 này chúng ta kỵ những người tuổi Dậu. Đấy, quý vị nhá, tháng 2 chúng ta kỵ những người tuổi Dậu, những người tuổi Dậu thì không nên xây vào tháng này. Còn tháng 3 thì chúng ta kỵ những người tuổi Tuất, Thìn và Tuất xung thì chúng ta cũng kỵ không nên xây. Đấy. Tháng 4 là Ất Tỵ đúng không ạ? Chúng ta kỵ những người tuổi Hợi, thì những người tuổi Hợi mà có ngũ hành thuộc Kim, Hỏa, Thổ thì chúng ta cũng không nên xây vào tháng 4. Đó. Tiếp theo là tháng 5 là tháng Bính Ngọ. Bính Ngọ thì chúng ta kỵ những người tuổi Tý mà cũng ngày thuộc Mộc thì chúng ta cũng không nên là xây vào trong cái tháng tháng 5 đấy, chúng ta phải chọn tháng khác. Và tháng 6 là tháng Đinh Mùi. Tháng Mùi thì kỵ những người tuổi Sửu đấy, kỵ những người tuổi Sửu nhá đúng không? Và tháng 7, tháng 8 là tháng Kỷ Dậu. Kỷ Dậu thì chúng ta kỵ những người tuổi Mão. Tháng 9 là tháng Canh Tuất thì chúng ta kỵ những người tuổi Thìn. Tất cả những người Thìn, mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chúng ta không nên xây vào tháng 9. Tiếp theo là gì? Tháng 10 là tháng Tân Hợi. Hợi thì chúng ta kỵ những người tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ không nên xây vào tháng 10. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý.
Tháng 12 là tháng Quý Sửu, tháng Quý Sửu chúng ta cũng kỵ tuổi Mùi đấy, đặc biệt là những người thổ này tốt được đại phú, mặc dù được đại phú nhưng mà lại thứ nhất là bị khắc, thứ hai là gì, bị xung với tháng thì chúng ta cũng không nên chọn xây. Đó, đó là toàn bộ những cái tháng đại lợi trong năm 2022 Nhâm Dần mà tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn chi tiết từng tuổi. Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái ngày tốt để động thổ xây nhà trên kênh Phong Thủy Tuệ Khanh của chúng tôi, thì chúng tôi làm chi tiết từng tháng từ tháng 1 đến tháng 12 đầy đủ các năm. Đó, thì quý vị có thể lên trên đó, sau khi lựa chọn được cái tháng tốt rồi thì quý vị lên trên kênh tìm cái ngày tốt của cái tháng, đúng không? Ví dụ quý vị định xây vào tháng 4 thì tìm vào ngày tốt động thổ tháng 4, thì trên kênh chúng tôi đã có rồi, thì quý vị có thể dựa vào đó để quý vị chọn ra những ngày tốt cho mình cho nó chủ động nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.